Hello, xin chào các bạn. Như vừa rồi là các bạn đã xem Phương mới làm một cái clip up lên cái quá trình mà Phương có một cái hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt bất ngờ. Mới làm clip tức thì luôn cho các bạn xem. Thì cái clip đó cũng rất là thú vị ha các bạn. Hy vọng là qua cái clip đó nó tạo cho các bạn cái niềm hứng khởi để các bạn đi phượt hay là đi chơi đâu đó xa bằng xe gắn máy. Tuy nhiên, trước khi mà trải nghiệm những cái thực tế đó thì các bạn phải cố gắng rèn luyện cái kỹ năng mà chạy xe ở ngoài đường ha. Tại vì khi mà các bạn đi một cái hành trình xa như vậy á, thì các bạn sẽ trải qua rất là nhiều các cung đường từ dễ cho tới khó. Ví dụ như là đường quốc lộ nè, đường quốc lộ khi đông dân khu dân cư, rồi ngoài dân cư, rồi các bạn phải leo đèo, xuống đèo, rồi chạy đường ban đêm, thiếu ánh sáng. Nói chung là rất nhiều các yếu tố mà các bạn cần phải học. Bây giờ các bạn phải cố gắng rèn luyện cái kỹ năng chạy xe từ những bước thấp nhất để cho tay lái mình nó cứng cáp, nó vững vàng. Rồi hãy tham gia vào những cái hành trình lớn đó nha các bạn. Thì trong cái hành trình đó đó các bạn, thì Phương sử dụng hai cái phương tiện chủ yếu. Phương tiện đầu tiên đó chính là Honda Vision, là tiêu biểu cho một chiếc xe tay ga. Và phương tiện thứ hai đó, Phương sử dụng một chiếc xe tay côn hiệu Honda Sonic đó. Thì sau cái hành trình đó đó các bạn, sử dụng hai cái phương tiện này nó có những cái ưu và khuyết điểm như thế nào đó. Thì hôm nay Phương sẽ làm cái clip này diễn giải cho các bạn hiểu rõ hơn, để khi mà các bạn sử dụng cái phương tiện của mình đi phượt thì các bạn cần lưu ý những cái gì, chuẩn bị những cái gì để các bạn khỏi phải bỡ ngỡ ha. Thì đầu tiên Phương nói về mức tiêu hao nhiên liệu trên hai mẫu xe này. Thì hai mẫu xe này ở cái hành trình từ Sài Gòn đi lên tới Đà Lạt và từ Đà Lạt trở về lại Sài Gòn tiêu hao hết cùng mức giá tiền, đó chính là 300.000 tiền xăng. Tuy nhiên về tới Sài Gòn rồi, tới nhà luôn rồi, thì mỗi chiếc xe đều còn dư lại nửa bình xăng. Các bạn có nghĩa là số xăng còn lại trong xe là còn dư lại tới nửa bình. Thì nếu mà tính theo chính xác luôn á, thì nó nằm ở cái ngưỡng là hai con xe này tiêu hao cái mức nhiên liệu cho cái chuyến đi Sài Gòn Đà Lạt và Đà Lạt về lại Sài Gòn chỉ nằm ở cái ngưỡng là 240.000 thôi, tính với cái mức giá xăng hiện tại bây giờ là 30.000 một lít nha các bạn. Thì nó quá là khủng khiếp luôn đúng không các bạn? Hồi xưa lúc mà xăng chưa lên á, thì Phương đi phượt từ Sài Gòn lên Đà Lạt á bằng Honda Vision á các bạn, thì chỉ tốn có 100 mấy chục ngàn tiền xăng à. Một con số không tưởng ha các bạn. Rất là lợi. Trong cái thời buổi mà bây giờ xăng dầu lên vù vù vậy thì các bạn di chuyển bằng xe gắn máy á, ở cái hành trình xa á, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó làm cho các bạn rất là lợi. Nhưng bù lại các bạn sẽ rất là mất sức. Rồi, đó là về phần tiêu hao nhiên liệu ha. Rồi, còn về phần mà cái quá trình đi phượt á, thì cái mẫu xe côn tay Honda Sonic nè, hay là bất kỳ một cái mẫu xe mà côn tay nào khác đi nữa, thì nó cho các bạn những cái yếu tố gì, những cái ưu và khuyết điểm gì. Thì đối với cái mẫu xe côn tay khi các bạn đi phượt á, thì nó tạo cho các bạn cảm giác lái rất là thoải mái, rất là thích, rất là phấn khích. Các bạn sẽ tự chủ được cái việc mà các bạn leo đèo. Đó, có nghĩa là khi các bạn leo đèo, các bạn cần vượt một chiếc xe nào đó, thì chiếc xe này nó giúp cho các bạn tự chủ được cái sức mạnh để các bạn có thể vượt được ha. Đó. Tuy nhiên mẫu xe Honda Sonic nói riêng và những cái mẫu xe côn tay khác nói chung á các bạn, thì rất hiếm cái mẫu xe nào nó cho các bạn được cái tư thế ngồi thoải mái. Những cái dòng xe mà cái kiểu dáng Underbone này nè các bạn, thì nó có một cái khuyết điểm rất là lớn, đó là khi mà các bạn đi phượt đường dài á, các bạn đi phượt đường dài với cái tư thế ngồi như vậy nè, và hai từ vai lực các bạn sẽ dồn xuống cái chỗ ghi đông này nè rất là lớn. Và các bạn đi phượt đường dài trên mẫu xe này á, thì nó tạo cho các bạn mỗi vai nè, mỗi lưng nè ngồi, và cái thế ngồi rất là mệt. Đó chính là về cái kiểu dáng ha. Và kế đến là cái yên nữa. Cái yên nó nhỏ như vậy nè các bạn, các bạn ngồi rất là đau mông. Hôm đó là thằng em mình nó chở thằng cu lùng ha, thì cu lùng ngồi sau á các bạn, rất là khó khăn, rất là khó chịu. Phải nói là rồi kèm theo nữa là cái độ dốc của cái yên này nè, khi mà thằng lùng nó ngồi phía sau nó buồn ngủ á các bạn, nó dồn hết toàn bộ lực lên thằng em mình người lái đó, làm cho người lái rất là khó khăn để điều khiển con xe. Nếu mà các bạn chạy một mình á thì ok, nhưng mà
Và cái cảm giác mà lái đường dài trên con xe, những cái mẫu xe Underbolt này tạo cho các bạn cảm giác rất là mệt, rất là mau, mất sức luôn á. Đó. Còn về mà cái kiểu dáng, cái kiểu xe côn tay á, thì khi mà các bạn đi phượt á, thì thật sự nó giúp ích cho các bạn rất là nhiều, tự chủ được cái tốc độ ha. Và thường xe côn mà các bạn đi đường dài á, thì nó sẽ rất ít hao xăng ha. Đó là cũng là một cái lợi thế á các bạn. Rồi, kèm theo nữa nè, thì khi mà với cái mẫu xe này thì các bạn sẽ không có cốp ha, không có cốp để đồ, và các bạn sẽ để toàn bộ đồ, ví dụ như các bạn có ba lô thì các bạn đeo, các bạn có thể để trước ba ga, và nếu hành lý các bạn lớn hơn mà các bạn đi một mình thì các bạn phải ràng ở cái yên sau ha. Đây cũng là một cái bất tiện ha các bạn. Rồi, qua cái mẫu xe tay ga, thì mẫu xe tay ga này nè, thì hôm bữa đó Phương đi với hai người, là hai vợ chồng Phương đi chiếc này, có một cái ba lô thì Phương để trước ba ga đó, Phương để ngay chỗ phía trước này nè các bạn, Phương để phía trước đây. Không có ai mà đeo ba lô hết, nên rất là người, hai người ngồi trên xe rất là nhẹ nhàng. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái mẫu xe Honda Vision này có một cái cốp nó cũng khá là to. Hôm bữa đó cốp Phương cũng để đồ nè, quá trình đi lên đó mua đồ rồi cũng bỏ đồ vô cái cốp này, cũng rất là lợi luôn các bạn. Rồi, đó là về cái mặt lợi ha. Về cái mặt khuyết nè các bạn, thì xe tay ga các bạn sẽ khó tự chủ được tốc độ lắm, đặc biệt là những cái lúc mà các bạn cần vượt xe khác. Điển hình là hôm bữa Phương đeo leo đèo Bảo Lộc nè, Phương đeo leo đèo Friend nè, thì phải cố gắng nép vô lề để từ từ vượt lên thôi các bạn. Có những lúc mà muốn vượt chiếc xe tải không đủ tự tin để vượt, tại vì lúc đó tay ga Phương đã bấm hết ga rồi, vặn hết ga rồi. Có nghĩa là các bạn muốn vượt chiếc xe tải, các bạn cần phải có một cái lực rất là mạnh để vượt qua chiếc xe tải và chạy xa nó nữa. Thì đối với tay ga nói chung á, thì cái điều đó sẽ khó làm lắm. Bởi vậy khi mà các bạn dùng tay ga đi vượt thì các bạn phải biết được cái con xe của mình nó có những cái khuyết điểm đó là như vậy. Bởi vậy khi mà leo đèo Bảo Lộc với đèo Friend á, thì Phương cố gắng nép vào lề và ôm đèo lên hết thôi, chứ không có vượt được. Lúc đó vặn hết ga rồi các bạn mà lực nó không còn nữa thì làm sao mà đủ tự tin để vượt được chiếc xe khác hả các bạn? Đó là cái điều mà các bạn cần lưu ý. Không, tay ga thì các bạn nhìn nè, cái diện tích của cái yên nó rất là rộng, thì đương nhiên khi mà mình ngồi á, mông mình nó được đặt xuống yên nó rất là thoải mái, cái bề mặt nó rộng hơn ha, các bạn sẽ đỡ đau mông. Đây là cái thực tế ha. Và cái người lái cũng khỏe nữa, người lái nè, tư thế lái rất là nhẹ nhàng, khỏe lắm. Và cái người ngồi sau cũng khỏe luôn. Đó là cái lợi thế mà khi các bạn sử dụng tay ga đi phượt. Mặt yên rộng nè, ngồi lái thoải mái, người ngồi sau ngồi thoải mái. Còn bên những cái mẫu xe tay côn Underbolt nè, người lái mệt nè, người ngồi sau cũng mệt nữa, do cái mặt tiếp xúc yên nó quá bé. Mà với lại yên của những cái mẫu xe Underbolt này hay là những cái mẫu xe tay côn khác á, nó có cái độ chúi xuống, thì cái người ngồi phía sau mà mệt hay buồn ngủ á, thì đè lên cái người lái phía trước. Người lái trước phải dồn rất là nhiều lực. Nếu mà cái hành trình xa á, thì cái người lái trên những cái mẫu xe côn tay nè rất là mệt luôn các bạn ha. Rồi, và các bạn cần phải lưu ý giùm Phương một cái điểm. Điểm này á, thật sự là Phương thấy rất là nhiều bạn trẻ xem thường lắm. Đó chính là cái gì các bạn biết không? Cặp gương chiếu hậu. Khi mà sử dụng xe đi phượt hay đi những cái hành trình xa, ví dụ như các bạn đi du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang gì đó, thì cái gương, cặp gương hậu này cực kỳ quan trọng, giúp cho các bạn quan sát được những cái xe ở phía sau, đặc biệt là những cái xe lớn, xe tải, xe container, xe khách ha các bạn. Các bạn nghe tiếng kèn, những cái xe đó bóp phía sau, các bạn chỉ cần lia vô mắt vô cặp gương hậu là các bạn biết ở phía sau, là các bạn sẽ tém vô lề. Lưu ý giùm Phương ha. Nè các bạn, bữa đó hành trình đi là cả hai xe đều chuẩn bị hai cặp gương đàng hoàng hết á. Và kế đến là kiểm tra kèn. Cái đoạn đường mà từ Sài Gòn lên Đà Lạt á, cái khúc mà Đồng Nai các bạn, cái khúc mà địa phận Đồng Nai á, Thống Nhất rồi Định Quán, Tân Phú rồi Phương Lâm đồ á, thì dân sống ở hai bên đường quốc lộ 20 á các bạn,
nói chung là hoạt động giao thông nó lộn xộn lắm, phải nói là tệ, rất là nguy hiểm. Các bạn cần phải trang bị cái kèn ngay từ xa, các bạn thấy những cái người dân mà phía trước sự tham gia giao thông chạy mà cái kiểu mà các bạn không thể đoán được, định hình được, các bạn phải bóp kèn cho người ta biết là xe bạn đang ở phía sau ha. Gương hậu nè, kèn nè, và kế đến là cái gì, đèn, phải kiểm tra kỹ nha. Nói chung là trước khi hành trình xa thì các bạn phải kiểm tra chiếc xe cực kỹ giùm Phương. Đèn chính, đèn xin nhan, coi có hoạt động ổn áp hay không. Và kế đến là cái gì, kiểm tra hai cái bánh xe đã bơm đủ cứng chưa, hay là tiền sử trước đó xe mình á, cái bánh nó có bị hay mềm hay bị xị không, phải kiểm tra trước cái cuộc hành trình đó nha các bạn. Để trong xuyên suốt cái chuyến hành trình đó của mình, xe mình nó vận hành một cách êm ái và trơn tru, đưa mình đi đến nơi, và mình đã đến nơi rồi nó sẽ đưa mình về lại đến chốn. Lưu ý nha các bạn. Thì khi mà mỗi một cái hành trình xa như vậy á, các bạn đi tay ga đúng không, thì về thì các bạn bảo dưỡng nó cũng rất là nhẹ nhàng. Các bạn thay bình nhớt máy, rồi nhớt số ha. Nhớt số thì hạn chế thay, nhưng mà có điều kiện cứ thay luôn đi các bạn. Các bạn thay đồ mới vô bao tốt chứ không có gì mà có hại hết á ha. Thì các bạn ra hãng á, xe tay ga Honda đúng không, các bạn ra hết á, thay một bình nhớt, nhớt máy với nhớt số luôn. Hai cái món nó cộng lại có 140.000 rồi các bạn ha, nên cứ vô tư đi. Và cái trên cái xe Honda Vision này nè các bạn, thì Phương là thế hệ thứ hai cũng có phun xăng điện tử FE, nên cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là, phải nói rất là ấn tượng, rất là ấn tượng luôn các bạn. Đó chính là tổng quan cái quá trình mà Phương muốn nói về hai cái phương tiện trong sử dụng cái mục đích mà nó đi phượt, một xe côn tay và một xe tay ga. Đó, thì xe côn tay nó cũng xem như là xe số rồi các bạn ha, cũng xem như xe số. Thì có những cái mà nó rất là cụ thể trong cái hành trình vừa rồi mà hôm nay Phương muốn lên làm cái clip này để chia sẻ đến cho các bạn. Để các bạn mà có những cái chuyến dự định, những làm những cái chuyến hành trình xa, các bạn sẽ biết rõ hơn về cái phương tiện của mình ha. Và có một điều các bạn cần lưu ý nữa nè, là cái Honda Vision này nè các bạn, nó chỉ có 110 phân khối thôi. Đó. Và khi mà các bạn tốt nhất nó sẽ phượt, tốt nhất là các bạn đi từ 1 tới 2 người, và các bạn chở một cái hành lý tương đối là nhẹ thôi ha. Tại vì khi mà các bạn á, chiếc xe này nè, trọng lượng của nó rất là nhẹ. Khi mà các bạn phượt á, các bạn chạy đường trường dài á, các bạn mà đi hai người thì cái xe rất là đầm. Nhưng nếu mà các bạn đi một người thôi thì các bạn sẽ thấy cái xe nó rất là lỏng lẻo. Đó, bây giờ phải để ý cái mục này nha các bạn. Cái sức mạnh nó yếu, nên các bạn khi mà sử dụng đi phượt thì cố gắng giảm cái trọng lượng mà xe nó thò lại. Ví dụ như mình đi hai người thì hành lý mình nó vừa vừa thôi, còn các bạn đi một người thì hành lý của các bạn có thể tăng lên đó, như vậy á ha. Hy vọng là qua cái clip này các bạn sẽ có được một số những cái điểm cần lưu ý trước khi thực hiện một cái chuyến hành trình dài của cá nhân mình ha các bạn. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.